Xin chào tất cả các em học sinh, rất vui khi đồng hành cùng các em. Hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau ở chuyên đề học tập toán 10, cuốn sách từ bộ sách Cánh Diều. Chúng ta cùng nhau đến với chuyên đề thứ hai, bài số 1, đó là bài phương pháp quy nạp toán học. Và phần hôm nay là phần cuối cùng, là phần 3. Phần 3 bắt đầu ở câu 4. Phần 1, phần 2 thì thầy đã lên video rồi. Và có ở trên kênh rồi. Các em tự tìm và xem nha. Cho quy là số thực khác 1. Chứng minh 1 cộng quy bình cộng chấm 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 cộng quy mũ n trừ 1 bằng 1 trừ quy mũ n chia 1 trừ quy với mọi n thuộc n sao. Đầu tiên là với n bằng 1 thì ta có điều gì? N bằng 1 thì đây là 1 trừ 1 là 1 trừ 1 là được. Được không? Quy mũ 0 là bằng 1, cho nên nó chỉ có số 1 thôi. Bằng n bằng 1, cho nên nó là 1 trừ quy. Dưới mẫu cũng là 1 trừ quy. Vậy 1 trừ quy chia 1 trừ quy bằng 1, điều này là đúng nè. Như vậy chúng ta xong bước kiểm tra. Tiếp theo là giả sử đẳng thức đúng với n bằng k. Giả sử đẳng thức đúng với n bằng k bất kỳ á, thì khi đó chúng ta sẽ có là 1 cộng quy bình cộng chấm 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 cộng quy mũ k trừ 1 bằng 1 trừ quy mũ k chia 1 trừ quy. Và tiếp theo sẽ chứng minh đẳng thức đúng với n bằng k cộng 1. Được không? Chứng minh đẳng thức đúng với n bằng k cộng 1. Nghĩa là chúng ta sẽ chứng minh 1 cộng quy bình cộng chấm chấm cộng quy mũ đây thay bằng chữ k cộng 1 trừ 1 nữa là còn k, bằng 1 trừ quy mũ k cộng 1 chia 1 trừ quy. Vế trái thì bằng cái gì? Vế trái thì bằng 1 cộng quy bình cộng trước cái thằng quy mũ k sẽ là quy mũ k trừ 1 còn quy mũ mũ k. Bằng dựa vào giả thiết quy nạp thì chúng ta có cái cục này là bằng 1 trừ quy mũ k chia 1 trừ quy cộng quy mũ k. Bước tiếp theo thầy dùng phương pháp đó là quy đồng mẫu chung 1 trừ quy. Phân thức thứ nhất thì ghi lại. Phân thức thứ hai thì nhân thêm cho 1 trừ quy bằng mẫu viết lại. Đây là 1 trừ cho quy mũ k cộng quy mũ k trừ quy mũ k cộng 1 bằng mẫu là 1 trừ quy trừ quy mũ k cộng quy mũ k là hết, còn lại là 1 trừ cho quy mũ k cộng cộng 1. Và đây chính là bằng vế phải điều phải chứng minh. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài 5A. Chứng minh với mọi n thuộc n sao ta có 13 mẫu n trừ 1 sẽ chia hết cho 6. 13 mẫu n trừ 1 chia hết cho 6 với n bằng 1.
Ta có 13 mũ 1 trừ 1 là bằng 12. 12 sẽ chia hết cho 6. Chưa, này đúng nè. Tiếp theo là giả sử mệnh đề đi, giả sử mệnh đề đúng với n bằng k. Nghĩa là chúng ta sẽ có 13 mũ k trừ 1 chia hết cho 6. Tiếp theo thầy sẽ chứng minh mệnh đề đúng với n bằng k cộng 1. N bằng k cộng 1 nghĩa là 13 mũ k cộng 1 trừ cho 1 sẽ chia hết cho 6. Ta có 13 mũ k cộng 1 trừ 1 sẽ bằng, tách nó ra là 13 nhân 13 mũ k trừ 1. Giả thiết quy nạp là có 13 mũ k trừ 1 nhé. Cho nên ở đây thầy cũng sẽ lợi dụng giả thiết quy nạp đó, lấy 13 nhân 13, hoặc là tách thằng này ra thành là 12. Tách thằng này ra 12. 12 nhân 13 mũ k cộng với 13 mũ k trừ 1. Được không? Ổn không? Vì 12 nhân 13 mũ k chia hết cho 6, tại vì có số 12 mà. Tiếp theo là 13 mũ k trừ 1 cũng sẽ chia hết cho 6. Và từ hai ý này chúng ta có thể suy ra được là 13 mũ k cộng 1 trừ 1 chia hết cho 6. Và đây chính là điều phải chứng minh. Câu B. 4 mũ n cộng 15 mũ n trừ 1 chia hết cho 9 với n bằng 1. Ta có đó là 4 cộng 15 trừ 1. 4 cộng 15 là 19, trừ 1 là 18. Rõ ràng 18 sẽ chia hết cho 9. Và điều này là đúng nè. Được chưa? Tiếp theo là giả sử, giả sử mệnh đề đúng với n bằng k. Nghĩa là chúng ta sẽ có 4 mũ k cộng 15 k trừ 1 chia hết cho 9. Và tiếp theo là chứng minh mệnh đề đúng với n bằng k cộng 1. Có nghĩa là 4 mũ k cộng 1 cộng 15 k cộng 1 trừ 1, cái cục này sẽ chia hết cho 9. Ta có tách ra 4 mũ k cộng 1 cộng 15 k cộng 1 trừ 1 sẽ bằng 4 nhân 4 mũ k 4 nhân 4 mũ k cộng 15 k cộng 15 và trừ cho 1 bằng, tách làm sao nó phải xuất hiện đó là 4 mũ k cộng 15 mũ k trừ 1. Được không? Tách số có số này nè. Như vậy thằng này tách thành là 4 mũ k cộng cho 15 k trừ 1. Ở đây là 4 nhân 4 mũ k cho nên nó còn lại là số 3. 3, 3 cộng 1 là 4, 15 k rồi, trừ 1 rồi cộng với 10. 15. Ở tách này sao thấy không ổn lắm.
Tại vì thằng này là chia hết cho 9. Còn thằng này có chia hay không thì không biết. Thằng này chia hết cho 3. Mà không biết có chia cho 9 hay không. Xem thử có cách tách nào khác hay không. Tách này chưa được, tách này chưa được. Hiểu được không? Ở đây mới có 3 mà đang còn chia cho 9. Thế thì tách theo kiểu này. Kiểu khác đi, nghe. Có nhiều cách tách mà. Bằng. Rồi chúng ta giữ lại con 4 này luôn cho nó luôn. 4 nhân 4 mũ kê. Cộng. Ở đây thầy cũng thêm 4 nha. 4 nhân 15 kê. Và trừ cho 4. Thầy thêm như thế này á, để một lúc sau thầy đặt 4 làm nhân tử chung thì nó ra được cái giả thuyết quy nạp á. Được không? Ra được giả thuyết quy nạp nè. Nghe. Ở đây là 4 nhân 4 ok hết rồi. Ở đây là 4 nhân với 15 là 60. Thì nó còn lại là trừ 60 rồi thì còn lại là trừ 45. Trừ 45 k. 15 mà trừ cho 1 là còn 15 trừ 1 là còn 14. Mà đây trừ 4 rồi cho nên nó còn cộng 10, 18. Rồi xem thầy hiểu không? Bước tách này là khó nhất rồi. 4 nhân 4 ok nè. 60 k trừ 45 k là 15 k. 18 trừ cho 4 là còn 14. Như vậy bằng 4 nhân 4 mũ k cộng 15 k trừ 1 trừ đạt 9 làm thừa số chung, thì chỉ cần 9 thôi. Trong ngọt là còn 5 k cộng với. Được không? Có khá nhiều cách tách nhé. 9 thôi, còn 5 k cộng với 2. Như vậy chúng ta có chia hết rồi đó. Ta có 4 nhân 4 mũ k cộng 15 k trừ 1 là sẽ chia hết cho 9. Cục này chia cho 9. Giải thiết quy nạp. Có số 9 đây nè. 9 nhân 9 nhân 5 k cộng 2. 9 thì sẽ chia cho 9. Và từ hai ý này có thể suy ra được là 4 mũ k cộng 1 cộng 15 k cộng 1 trừ 1. Đóng này là sẽ chia cho 9. Và đây cũng phải là điều phải chứng minh. Tiếp theo là nội dung của câu 6. Chứng minh n mũ n lớn hơn n cộng 1 mũ n trừ 1 với mọi n thuộc n sao n lớn bằng 2. N lớn bằng 2 cho nên thầy bắt đầu từ n bằng 2 trước. Với n bằng 2 ta có 2 mũ 2 lớn hơn 2 cộng 1 là 3. 2 trừ 1 là 1. 2 mũ 2 là 4, 3 mũ 1 là 3. 4 lớn 3, điều này đúng nè. Giả sử bất đẳng thức đi nghe. Giả sử bất đẳng thức đúng với n bằng k. Nghĩa là gì? Nghĩa là k mũ k sẽ lớn hơn k cộng 1 mũ k trừ 1. Chứng minh bất đẳng thức đúng với n bằng k cộng 1. Ta có k cộng 1 mũ k cộng 1. Nghĩ là
Nghĩ là phải chứng minh cái này nè. Sẽ lớn hơn k cộng 2 mũ k. Thay n bằng k cộng 1 là được. Được chưa? Đang cần mà chứng minh cái này. Giả thiết của chúng ta là k mũ k lớn hơn k cộng 1 mũ k trừ 1. Giờ chứng minh là k cộng 1 k cộng 1 chung là chứng minh cái này. Mà bây giờ chúng ta phải liên hệ với giả thiết quy nạp. Tách nó ra hay làm sao? Nhìn không thấy liên quan gì hết. Sau một hồi suy nghĩ thì chúng ta sẽ làm như sau. Đó là ở đây đều có k cộng 1, cho nên chúng ta sẽ làm như sau. Đó là lấy k cộng 1 mũ k cộng 1 nhân thêm, này ta có nhé, này ta có k cộng 1 mũ k cộng 1 nhân thêm k mũ k sẽ lớn hơn k cộng 1 mũ k cộng 1, thầy sẽ viết lại, nhân thêm k mũ k thì sẽ lớn hơn k cộng 1 mũ k trừ 1. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số thì ta giữ nguyên cơ số, rồi cộng số mũ, 1 trừ 1 là hết, k cộng k là 2k. Được không? Và thằng này có thể viết lại nó là bằng là làm cái bình trước nhé, k cộng 1 tất cả bình, tất cả mũ, mũ k ở ngoài, đây là k bình cộng 2k và cộng với cộng với 2, k bình cộng 2k cộng 2 tất cả mũ k, và lớn hơn, thầy bỏ số 2 đi để cho nó xuất hiện k cộng 2 giống như thế này nha. Thì nó còn là k bình cộng với 2, 2k đặt nhân tử chung, đó là k nhân k cộng 2 tất cả mũ, mũ k bằng k cộng 2 tất cả mũ k nhân với k mũ, k mũ k. Được không? Như vậy cái cục này lớn hơn cục này, mà k mũ k là giống nhau rồi, cho nên ta suy ra k cộng 1 mũ k cộng 1 sẽ lớn hơn k cộng 2 mũ mũ k. Đó, k cộng 1 mũ k cộng 1 sẽ lớn hơn k cộng 2 mũ k. Và đây chính là điều phải chứng minh. Khá là khó chứ không phải dễ nha. Khó ở cái quyết định mà chúng ta sẽ lấy thằng này nhân với k mũ k để chúng ta xài giải thiết quy nạp. Cho nên chúng ta thấy là càng làm thì thấy phương pháp quy nạp nó càng lợi hại ha. Rồi, chúng ta cùng nhau đến với bài 7. Chứng minh a mũ n trừ b mũ n bằng a trừ b tất cả nhân a mũ n trừ 1 cộng a mũ n trừ 2 nhân b cộng chấm 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 cộng a b mũ n trừ 2 cộng b mũ n trừ 1 với mỗi n thuộc n sao. Rồi bài 7. À,
với. Này không đủ để thầy lấy. Chúng ta đủ luôn. Và với n bằng 1 thì khi đó ta sẽ có, và lưu ý là từ cái này nè thì chúng ta luôn có là a mũ n trừ b mũ n sẽ chia hết cho a trừ b nhé. Lúc nào cũng có nhé. Trong cái bài học phương pháp uy nào có một bài như thế này nè. Nghe. Hôm nay lát là thầy làm bài thử theo tách theo cách khác thử. Như nó là bài này nè. Như nó là bài này nè. Nó là bài này nè. Bài học đồng 3 á. Để lát nữa làm lại học đồng 3 cho xem nhé. Thôi giờ làm lại học đồng 3 luôn đi. Nghe. Tại hôm trước tôi làm theo cách khác hay sao á. Làm theo cái cách tới nó còn cần chứng minh nữa. Bây giờ làm lại nó nghe. Học đồng 3 là nó đi nhớ nó rồi. 16 mũ n trừ 16 n trừ 1 chia hết cho 25 với n bằng 1. Ta sẽ có, đó là 16 trừ cho 15 trừ cho 1 thì sẽ bằng 0. Và rõ ràng là 0 sẽ chia hết cho 225. 0 là chia hết cho 225. Giả sử mệnh đề đúng với n bằng k, nghĩa là 16 mũ k trừ 15 k và trừ 1 sẽ chia hết cho 225. Và tiếp theo sẽ là chứng minh mệnh đề đúng với n bằng k cộng 1, nghĩa là 16 mũ k cộng 1 trừ 15 k cộng 1 và trừ 1, thằng này sẽ chia hết cho 225. Ta có 16 mũ k cộng 1 trừ 15 k cộng 1 và trừ 1 bằng 16 mũ k nhân 16 trừ cho 15 k. Trừ 15 với trừ 1 nữa là trừ 10. Trừ 16. Hôm trước thầy tách khác. Hôm nay thầy sẽ tách khác. Nghe. Các bạn có thêm phương pháp. Đó là lấy 16 nhân 16 mũ k. Vì ở đây có số 16 cho nên chỗ này cũng sẽ có số 10. 16 đó là trừ 16 nhân 15 k và trừ cho 10. 16 ở đây trừ 16 cho nên ở đây thầy sẽ cộng lại là 15 k. Còn cho 15 nhân 15 k. Bằng đạt 16 làm thừa số chung trong ngọt còn 16 mũ k trừ 15 k trừ 1. Hiểu chỗ này không? Chỗ này đang là 15 chung trừ 16 cộng với lại 15 là trừ 1 á. Trừ 1 lên đây nè. Nghe. Cộng cho 225 k. Đó, như vậy nó sẽ chia hết. Ta có 16 nhân 16 mũ k trừ 15 k trừ 1 sẽ chia hết cho 225, kết hợp với 225 k sẽ chia hết cho 225. Và khi đó chúng ta sẽ kết luận là vậy.
16 mũ k cộng 1 trừ 15 nhân k cộng 1 trừ 1 sẽ chia hết cho 225. Được không? 16 mũ k cộng 1 trừ 15 nhân k cộng 1 trừ 1 sẽ chia hết cho 225. Đúng không? Rồi. Bây giờ quay lại bài số 7, tại vì tự nhiên làm bài này xong rồi thầy nhớ đến bài đó. Rồi gặp bài này nữa cho nên nhớ lại. Rồi bài 7. Với n bằng 1 ta có này là a trừ b sẽ bằng n bằng 1 nhé. Bên đây vẫn là a trừ b. N bằng 1 thì ở đây sẽ là 1 trừ 1 là được 0. Ủa? N thuộc N sao? N bằng 1. À khi nào mà N mà bằng 2 thì mới có khúc này, còn N bằng 1 thì không có. A trừ B chỉ có là A trừ B thôi, khúc này không có. Nghe, khúc này không có. Tại vì khi thay vô nó là 1. Còn khi thay vô đây thì nó là vô nghĩa rồi. À, như vậy này thôi, này đúng. N bằng 1 thì nó chỉ có A trừ B thôi. Được không? Rồi. À, giả sử mệnh đề đẳng thức cũng được. Giả sử đẳng thức đúng với n bằng k, nghĩa là thầy sẽ có là a mũ k trừ b mũ k sẽ bằng a trừ b nhân a mũ k trừ 1 cộng a mũ k trừ 2 b cộng chấm em chấm cộng a b mũ k trừ 2 và cộng b mũ k trừ 1. Được không? Tiếp theo ta sẽ chứng minh đẳng thức đúng với n bằng k cộng 1. Có nghĩa là a mũ k cộng 1 trừ b mũ k cộng 1 sẽ bằng a trừ b. A mũ k cộng 1 trừ b mũ k cộng 1 bằng a trừ b nhân với lại là a mũ k cộng a mũ k trừ 1 b cộng chấm 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 cộng a b mũ k trừ 1 và cộng b mũ mũ k. Và đang còn là còn chứng minh cái cục này. Được không? Về mục tiêu là phải xài giả thiết quy nạp ha. Xài giả thiết quy nạp ở đây là a mũ k trừ b mũ k, ở đây là giờ chưa biết là sẽ làm như thế nào cho nó gọn. Bài này nó cũng phức tạp không kém bài trên. Bây giờ chúng ta phải tách từ từ. A mũ k cộng 1 trừ b mũ k cộng 1 tách ra. Tách ra là a nhân a mũ k trừ b nhân b mũ b nhân b mũ k. Và mục tiêu là phải tách ra a mũ k trừ b mũ k để xài giả thuyết quy nạp bằng a nhân a mũ k trừ a nhân b mũ k. Thầy làm như thế này á để lúc sau đặt a làm thừa số chung, còn a mũ k trừ b mũ k
Để tự ý thêm vào thì phải bớt ra a nhân b mũ k và trừ b nhân b mũ k. Như vậy thầy sẽ có là a nhân a mũ k trừ b mũ k cộng b mũ k làm thừa số chung trong ngọt còn a trừ trừ b, được không? Để xài giải thuyết quy nạp chỗ này nghe, bằng a nhân a trừ b a mũ k trừ 1 cộng a mũ k trừ 2 b cộng a b mũ k trừ 2 cộng b mũ k trừ 1 cộng b mũ k nhân a trừ trừ b. Vâng, đặt a trừ b làm nhân tử chung, mình đưa a trừ b ra trước, chữ a này nhân vô trong là a mũ k nhân hai lý thừa từ cộng số mũ thôi. À, nhân thêm a vô, nhân thêm a vô là a mũ 2 b mũ k trừ 2 và cộng b mũ k trừ trừ 1. Thầy đang nhân thêm a vô cộng b mũ k nhân a trừ b bằng đạt a trừ b ra trước trong ngọt còn a mũ k cộng a mũ k trừ 1 b b to cộng a b mũ k trừ 1 cộng thằng cuối cùng là b mũ k. Như vậy nó bằng được, bằng luôn với vế phải, và đây chính là điều phải chứ chứng minh được bằng vế phải là bằng dòng này nè. Kỹ thuật cũng khá phức tạp ha, đối với bài 6 bài 7. Tiếp tục ta sẽ đến bài số 8. Cho tam giác đều màu xanh hình thứ nhất, nêu quy luật chọn tam giác đều màu trắng ở hình thứ hai, nêu quy luật chọn tam giác đều màu trắng ở hình thứ ba. À, ở đây đang là trung điểm. Câu A đó là lấy trung điểm ba cạnh. Nối lại thành tam giác màu trắng. Đây là hình 2 nhé. Câu B. Câu B tiếp tục mình sẽ lấy trung điểm ba cạnh của tam giác màu xanh nhỏ này nha. Cũng là lấy trung điểm ba cạnh của các tam giác của ba, lấy trung điểm ba cạnh của ba tam giác màu xanh nhỏ, nối lại được ba tam giác màu trắng, được không? Có nghĩa là chúng ta lấy trung điểm này, lấy trung điểm này nối lại, lấy trung điểm nối lại, được chưa? À, nêu quy luật tiếp tục chọn các tam giác đều màu trắng ở hình thứ tư và các tam giác đều màu trắng ở cái hình sau đó, là chúng ta sẽ lấy trung điểm nè, lấy trung điểm nè, được chưa? Lấy trung điểm, chúng ta chỉ việc lấy trung điểm thôi, lấy trung điểm ba cạnh của các tam giác màu xanh, nối lại được các tam giác màu trắng, được không? Chúng ta chỉ việc lấy trung điểm này, lấy trung điểm này, được không? Lấy trung điểm ba cạnh của các tam giác màu xanh, nối lại sẽ được các tam giác màu trắng nghe. Rồi, tính số tam giác màu, tam giác đều màu xanh lần lượt ở hình thứ nhất, hình thứ hai, hình thứ ba.
D. Hình 1 sẽ có một tam giác đều. Tính số tam giác đều màu xanh lần lượt ở hình thứ nhất, hình thứ hai, hình thứ ba. Hình 2 thì sẽ có là tính số tam giác đều màu xanh nhé, màu xanh. Nghe, tính số tam giác đều màu xanh ở lần lượt ở hình thứ nhất, hình thứ hai. Hình thứ hai thì sẽ có là tam giác to là 1 này. Với lại 3 tam giác nhỏ, 1 2 3 bằng 4 tam giác đều. Hình 3 thì sẽ có tam giác to là 1. Tam giác vừa vừa là 3. Tam giác bé xíu 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Thêm 9 nữa là được 13. Được chưa? Hiểu không? Nó kêu là tính số tam giác đều màu xanh. Thì có hai tam giác to nè, tam giác vừa vừa nè, tam giác bé xíu nè. Rồi, dự đoán số tam giác đều màu xanh trong hình thứ N. Chứng minh kết quả đó bằng phương pháp quy nạp toán học. Chúng ta có thể dự đoán. Câu y đúng không? Dự đoán ở hình thứ N thì sẽ có ở đây là có 1 này, cộng 3 này, cộng 9 này. Tiếp theo là sẽ có mấy nữa? Ví dụ ở đây thầy vẽ nhỏ nhỏ ra thì nó sẽ được thêm 1, 2, 3 nữa. Được không? Rồi đây 3 nữa. Này 3 nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mỗi cái là 3 nữa thì là 27. Hình dung được không? Đây, mỗi chỗ này sẽ sinh ra thêm 3 tam giác đều màu xanh nữa. Mày có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thì thằng đây là 27 nè. Được chưa? Hình 1 là sẽ có một tam giác. Hình 2 là thêm 3 nữa là 4. Dự đoán cái này tới hình thứ N là nhiêu? Thì tới hình thứ N sẽ là 3 mũ, đây đang là 3 mũ N trừ 1. Được không? Và chúng ta cần phải dự đoán công thức này. Cái này là 1, rồi 4, rồi 13. Này thua. Nhưng mà lúc nãy chúng ta làm, ta có sao á. Đây, đó là bài số 4. 1 cộng quy, cộng quy bình, cộng quy mũ n trừ 1 là sẽ là 1 trừ quy mũ n chia 1 trừ quy. Như vậy thằng này sẽ bằng là 1 trừ quy mũ n là 3 mũ n, quy là 3, chia cho 1 trừ quy là 1 trừ 3 là trừ 2. Được không? Hãy có thể viết viết đẹp hơn, đó là 3 mũ n trừ 1 chia 2 đi. Viết ngược lại nghe, 3 mũ n trừ 1 chia 2. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh kết quả đó bằng phương pháp quy nạp toán học. Với n bằng 1, ta sẽ có n1 là 1 trừ 1 là 0, 3 mũ 0 là 1. Này là 3 trừ 1 chia 2. Này đúng nè.
Chờ này đúng. Giả sử mệnh đề à, đẳng thức, giả sử đẳng thức. Giả sử đẳng thức đúng với n bằng k, nghĩa là chúng ta sẽ có 1 cộng 3 cộng chấm 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 cộng 3 mẫu. K trừ 1 sẽ bằng 3 mũ K trừ 1 à, bằng 3 mũ K chứ. Rồi trừ số 1 ở dưới chia chia 2. Và chúng ta sẽ chứng minh đẳng thức đúng với N bằng K cộng cộng 1. Chứng minh đẳng thức đúng với N bằng K cộng 1, nghĩa là chúng ta sẽ chứng minh 1 cộng 3 cộng 3 mũ K sẽ bằng là 3 mũ K cộng 1 trừ 1 chia 2. À, vế trái bằng 1 cộng 3 cộng chấm chấm cộng 3 mũ K trừ 1 cộng 3 mũ K bằng 1 cộng 3 cộng chấm chấm cộng 3 mũ K trừ 1 thì nó sẽ được là 3 mũ K trừ 1 chia 2. Số 1 này nằm dưới nhé. Cộng 3 mũ K. Mẫu chung sẽ là 2. Này là 3 mũ K trừ 1 cộng 2 nhân 3 mũ K bằng mẫu là 2. À, 1 mà cộng với 2 là được 3. 3 nhân 3 mũ K trừ 1. Mà 3 nhân 3 mũ K thì chính là 3 mũ K cộng 1 trừ 1 chia cho 2. Đây chính là điều phải chứng chúng mình. Được không? Rồi. Có thể bấm dừng lại để xem kỹ hơn nhé. Tiếp theo ta sẽ đến bài số 9. Nội dung bài 9 như sau. Nêu quy luật sắp xếp các chấm đỏ và vàng xen kẽ nhau khi xếp các chấm đỏ từ góc trên bên trái xuống góc dưới bên phải tạo thành vuông. À, ở đây là 1. Đây là 1, 2, 3, 4, 5. Rồi. À, đỏ trước, rồi tới vàng, rồi tới đỏ, rồi tới vàng, rồi tới đỏ, rồi tới vàng, và rồi tới đỏ. Giờ ghi sao? Nêu quy luật sắp xếp các chấm đỏ và vàng xen kẽ nhau, đỏ và vàng xen kẽ nhau, khi xếp các chấm đó từ góc trên bên trái xuống góc dưới bên phải tạo thành vuông. À, tạo thành hình vuông. À, hình vuông thứ nhất thì sẽ có là một đỏ, nêu quy luật sắp xếp các chấm đỏ và vàng xen kẽ nhau khi xếp các chấm đỏ từ góc trên bên trái từ góc trên bên trái xuống góc dưới bên phải tạo thành vuông. Rồi cái này không biết ghi sao nữa. À, để lát nữa làm đi, để xong rồi ghi sao. Cô tử người ta hỏi ý tưởng là gì. À, hình vuông đầu nè, hình vuông 2. Rồi đọc sang câu B đã. Giả sử hình vuông thứ N có mỗi cạnh chứa N chấm
Hình vuông 1 thì mỗi cạnh là 1 chấm. Hình vuông 2 mỗi cạnh là 2 chấm. Hình vuông 3 mỗi cạnh là 3 chấm. Hình vuông 4 là mỗi cạnh 4 chấm. Hình vuông 5 mỗi cạnh 5 chấm. Rồi. Tính tổng số chấm được xếp trong hình vuông, kể cả trên cạnh. Tổng số chấm được xếp trong hình vuông, kể cả trên cạnh. Chứng minh kết quả đó bằng phương pháp quy nạp toán học. Tổng số chấm được xếp trong hình vuông, bài 9 này. Hình vuông thứ nhất thì sẽ có 1 chấm. Được không? Hình vuông thứ hai 1 2 3 4 4 chấm. Này nó kêu nè. Giả sử hình vuông thứ n là có n chấm, hình vuông thứ nhất là 1 chấm, hình vuông thứ hai là 2 chấm. Tính tổng số chấm được xếp trong hình vuông, kể cả trên cạnh luôn. Chứng minh kết quả đó bằng phương pháp quy nạp toán học. Hình vuông thứ ba là chín chấm. Đúng không? Hình vuông số 4 sẽ là 16 chấm. Kỳ kỳ ta. Chưa hiểu lắm. Này vậy là hình vuông thứ n sẽ là n bình chấm. Rồi sau khi suy nghĩ xong thì chúng ta sẽ viết nhé. Viết hơi xến chúa một chút nhưng mà viết nghe. Vừa câu A. Quy luật xếp số chấm đỏ hả? Đầu tiên là xếp, bước 1 là xếp 1 chấm đỏ. Tiếp theo là xếp 3 chấm vàng vào bên phải và dưới của chấm đỏ. Tiếp theo là xếp 5 chấm đỏ vào bên phải và dưới của chấm vàng. Tiếp theo là xếp 7 chấm vàng vào bên phải và dưới của chấm đỏ. Tiếp tục như vậy. Được chưa? Là xong câu. Xong câu A. Giờ là giả sử hình vuông thứ nhất, thứ n là mỗi cạnh là n chấm. Tính tổng số chấm được xếp trong hình vuông, kể cả trên cạnh. Chứng minh kết quả đó bằng phương pháp quy nạp toán học. Số chấm là 1 cộng 3 cộng 5. Đầu tiên là xếp 1, tiếp theo là xếp 3, tiếp theo là xếp 5, tiếp theo là xếp 7. Đây đều là số lẻ hết. Cho nên nó sẽ có dạng là 2n trừ 1 hoặc là 2n cộng 1 cũng được. À, 2n trừ 1 chứ. Tại vì hàng thứ nhất là có 1 nè, hàng thứ hai là có 3 nè. 2 x 2 trừ 1, hàng thứ ba là có 5, 2 x 3 trừ 1, đúng rồi, 2n trừ 1 bằng. Hình vuông thì cạnh của nó là n bình. Được không? N hàng, n cột là n bình. Bây giờ chứng minh cái này với n bằng 1. N bằng 1 ta có là
À, vế trái thì được một. Ta một đi. Một bàn một bình, điều này là đúng. Giả sử đẳng thức đúng với n bằng k, nghĩa là 1 cộng 3 cộng 5 cộng 2k trừ 1 thì nó sẽ ra là k bình, và chứng minh đẳng thức đúng với n bằng k cộng 1, nghĩa là 1 cộng 3 cộng 5 cộng n thay bằng k cộng 1 thì nó sẽ ra là 2k cộng 1. Bạn tự thay vô nhé. Bằng k cộng 1 tất cả bình. Vế trái bằng 1 cộng 3 cộng 5 trước 2k cộng 1 sẽ là 2k trừ 1. Được không? Bằng 1 cộng 3 cộng 5 cộng đến 2k trừ 1 thì nó sẽ là k bình. 1 cộng 3 cộng 5 cộng 2k trừ 1 là k bình, cộng với lại là 2k cộng 1 ở phía sau nữa thì đây chính là hàm đẳng thức k cộng 1 tất cả bình. Và đây bằng với vế phải, điều phải chứng minh. Nghe. Được chưa? Rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ đọc đề câu số 10. Nội dung câu 10 như sau. Giả sử năm đầu tiên cô Hạnh gửi vào ngân hàng A đồng với lãi suất R% trên năm. Hết năm đầu tiên cô Hạnh không rút tiền ra và gửi thêm A đồng nữa. Hết năm thứ hai cô Hạnh cũng không rút tiền ra, lại gửi thêm A đồng nữa. Cứ tiếp tục như vậy cho những năm sau. Chứng minh số tiền kẻ vốn lẫn lãi mà cô Hạnh có được sau N năm là TN bằng, thầy hay đọc là A chia R nhân 1 cộng R tất cả mũ N. A chia R nhân 1 cộng R tất cả mũ N trừ 1 nhân 1 cộng R. Ở đây nó có phần trăm nên nó viết hơi khác nghe. Đây được gọi là bài toán gửi đều đặn á. Được không? Gửi đều đặn có nghĩa là mỗi năm mình sẽ gửi A đồng. Năm nào cũng gửi hết. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh nó bằng phương pháp quy nạp. Đầu tiên là với n bằng 1 ta sẽ có điều gì? Đó là T1 bằng A nhân 100 cộng R chia R n bằng 1 nhé, nhân với lại là n bằng 1 là mod và nhân với r chia 100. N bằng 1 là còn 1 cộng r chia 100 trừ 1 là còn r chia 100 thôi. Được không? Và chúng ta có thể nhân r với r hết là a nhân 100 chia 100 là còn 1 cộng R chia 100 bằng A cộng A nhân R chia 100. Như vậy này là đúng nè. Được không? Năm thứ nhất thì số tiền vốn của chúng ta là A, số tiền gốc là A cộng với số tiền lãi là A nhân R. Giả sử
đẳng thức đúng với n bằng k. Giả sử đẳng thức đúng với n bằng k, khi đó chúng ta sẽ có điều gì? Đó là tk sẽ bằng là a nhân 100 cộng r chia r nhân với 1 cộng r phần 100 tất cả mũ k trừ 1. Được chưa? Và chứng minh đẳng thức đúng với n bằng k cộng 1. Nghĩa là chúng ta sẽ chứng minh tk cộng 1 sẽ bằng a nhân 100 cộng r chia r nhân với 1 cộng r phần 100 tất cả mũ k cộng 1 và trừ cho 1. Nên còn chứng minh cái này được không? Rồi, ta có tk cộng 1 thì bằng cái gì? Tk cộng 1 là số tiền gốc và lãi nhé. Được không? Tk cộng 1 là số tiền gốc và lãi. Số tiền gốc và lãi thì nó sẽ bằng là số tiền gốc cộng với số tiền lãi. Hiểu được không? Số tiền của năm ở sau thì sẽ bằng số tiền gốc ở năm ở kế trước cộng với số tiền lãi bằng gốc không có e nữa. Gốc nhân với r chia 100 thôi. Hiểu không? Muốn tính kẹo vốn và lãi thì bằng vốn cộng với lãi. Rồi, bằng tk giờ thầy ghi lại đó là a nhân 100 cộng r chia cho r nhân với 1 cộng r phần 100 cái này thầy đặt từ số chung đi, thi đặt tk làm từ số chung đi, trong ngọt là còn 1 cộng r chia 100. Như vậy tk này một cộng r chia 100 bắt đầu bằng a nhân 100 cộng r chia r nhân hàng này vô ở đây thầy còn viết sót. Em thấy thầy viết sót gì không? Đó là mỗi năm ông này đều gửi vào A đồng. Hồi nãy không ghi. Cho nên cái thằng TK cộng 1 thì nó sẽ bằng A đồng cộng TK. Ông này năm nào cũng gửi vào K đồng, A đồng hết. A cộng TK. Được chưa? Số tiền của năm trước là TK cộng với A đồng gửi thêm nhân với lãi suất thì ra lãi. Như vậy đây là A cộng TK. Nhìn như thầy nhầm nhầm thầy không thấy nó ra. Như vậy đây có thêm A cộng TK là A cộng. Được chưa? Và mục tiêu của chúng ta là phải đưa nó về cái thầy giống này nhá. Nghe.
khá là rối, nhìn khá là rối. Thằng nào đáng giữ lại thì chúng ta giữ lại, thằng nào không đáng thì chúng ta vứt. Được không? Bây giờ chúng ta sẽ giữ lại thằng nào? Đó là A nhân 100 cộng R chia R nhân với lại là 1 cộng R phần 100. Không ghi R phần trăm cho dễ nhìn ha. Tất cả mũ K trừ 1. Cục này thì thầy đi đem nhân với 1 cộng R chia 100. Được chưa? Và cộng thằng A tách rời ra. A nhân 1 cộng R chia 100. Đúng không? Này A nhân 1 cộng R chia 100. Cục này thì cũng nhân với 1 cộng R chia 100. Bằng cái phần mà A nhân 100 cộng R chia R. Nó giống đề rồi cho nên giữ lại. Nhân thằng này vô thì sẽ được đó là 1 cộng R chia 100. K mà nhân với 1 nữa là K cộng 1 trừ trừ cho 1 cộng R chia 100 và cộng với A nhân 1 cộng R chia 100 bằng A nhân 100 cộng R chia cho R nhân một cộng R chia cho 100 tất cả mũ K cộng 1 trừ 1. Đây là những cái mà đề cho nên thầy sẽ giữ lại. Được chưa? Phần nào dư thì ghi ra ngoài. Trừ cho A nhân 100 cộng R chia R nhân với R chia 100. Hiểu được không? Thằng này nhân với thằng này nhân với trừ 1, thằng này nhân với trừ bỏ ra ngoài để thầy triệt tiêu nó với thằng này nè. Cộng với A nhân 1 cộng R chia 100. Cái này thì làm đẹp nó lại. Cái này quá tầm rồi đúng không? A nhân, bạn nào nghi được nghi nhé. Tại vì người ta viết nó cũng gớm nữa. Viết R phần trăm đi, nhìn nó dễ chịu hơn. Hai thằng này chắc chắn phải bằng 0 thì nó mới được nhé. R với R là hết nè, thấy không? R với R là hết. Được không? Trừ A. 100 chia 100 là còn 1. Cộng R chia 100. Và cộng A. 1 cộng R chia 100. Đó, nó hết rồi đó. Được chưa? Và nó sẽ bằng là A nhân 100 cộng R chia R 1 cộng R chia 100 tất cả mũ K cộng 1 trừ 1. Và đây chính là điều phải chứng minh. Nhưng bạn hiểu được ý tưởng, bạn ngồi bạn biến đổi nghe. Chứ bạn càng xem bạn càng rối. Bạn vừa nhìn bên bếp phải rồi bạn nói chung là cũng có khá nhiều kỹ thuật ở trong đó. Rồi, chúng ta cùng nhau đến với, hôm nay khá dài rồi. Chúng ta cùng nhau đến với bài 11 để kết thúc bài tập ngày hôm nay. Bài 11 nội dung như sau. Một người gửi số tiền A đồng vào ngân hàng. Biểu lãi suất của ngân hàng như sau. Chia mỗi năm thành M kỳ hạn và lãi suất R phần trăm trên năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi kỳ hạn số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu. Chứng minh
Số tiền nhận được bao gồm cả vốn và lãi sau N năm gửi là SN bằng A nhân 1 cộng R chia trăm chia M tất cả mũ M nhân N. Nếu trong khoảng thời gian này người gửi không rút tiền ra và lãi suất không thay đổi đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra với N bằng bằng 1 à. Với N bằng 1 M là một số thôi nha, R cũng là số nha, N là ẩn à, cái đó là khó rồi đúng không. N bằng 1 thì chúng ta sẽ có x1 bằng A nhân 1 cộng R chia 100 M tất cả mũ M. Ta phải chứng minh cái này à, có thể đúng hay không. À, chia thành M kỳ hạn. Có cần phải chứng minh cái này hay không? Chưa có, trong này có chưa? Nếu có thì xài. Đây đây có công thức rồi nè. À, công thức của mình là A nhân 1 cộng R chia trăm tất cả mũ N. Được chưa? Trong đó R chia cho 100 là lãi suất, A là số tiền gốc, còn N là số kỳ hạn. Ở đây chúng ta đọc kỹ nè. A là số tiền gốc, 1 là không tính, R chia 100 là lãi suất ban đầu. Nhưng mà tính thành N, M kỳ hạn thì chúng ta chia ra. À. Để em đọc cái câu của người ta này. Chia mỗi năm thành M kỳ hạn với lãi suất R phần trăm. Biết rằng nếu không rút tiền. Nè, chia mỗi năm thành M kỳ hạn này. Cho nên lãi suất của mình sẽ là R chia cho 100M. Được chưa? Còn số kỳ hạn là số M. Như vậy này là đúng nè. Được chưa? Chúng ta thừa nhận công thức trên nhé. Chứ rồi chứng minh loại này nó dài. À. Tiếp theo là giả sử. Giả sử đẳng thức. Đúng với N bằng K. Nghĩa là chúng ta sẽ có XK sẽ bằng A nhân 1 cộng R chia 100M. Có thêm mũ M nhân K. Và chúng ta sẽ chứng minh đẳng thức đúng với chứng minh đẳng thức đúng với N bằng K cộng 1. Được không? Chứng minh đẳng thức đúng với N bằng K cộng 1. Nghĩa là chúng ta sẽ chứng minh là SK cộng 1 sẽ bằng A nhân 1 cộng R 100M. Này là mũ M nhân với K cộng 1. Ở đây là M nhân với K cộng 1. Còn chứng minh cái này nhé. À, giờ ta có SK cộng 1 thì bằng cái gì? À, SK cộng 1 thì bằng số tiền gốc. Số tiền gốc của mình là A nhân 1 cộng R chia 100 M MK. Được không? Số tiền gốc của cái kỳ trước hoặc là năm trước. Được chưa? Đây công thức lãi suất kép là đã có rồi nè. Để chứng minh rồi nè.
Rồi A nhân 1 cộng R chia trăm tất cả mũ N. N là số kỳ hạn. Như vậy thầy cũng lấy số tiền gốc. Nghe, cả 4 bài lãi mà. Lấy số tiền gốc thầy nhân với 1 cộng R chia 100M. 1 thì ghi lại, R chia 100M là lãi suất. Được không? Được chưa? Và số kỳ hạn trong 1 năm là M. Giống như này nè, A nhân 1 cộng R chia 100M nè. Nghe. Được không? Hình dung được không? Vậy nó sẽ bằng là khó nhất là cái bước này đúng không? Ủa không? Thầy làm hơi tắt một bước á. Nghe. Lấy số tiền gốc nhân thêm cái cụm là 1 cộng lãi suất mũ kỳ hạn ha. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có là A nhân 1 cộng R chia 100M tất cả mũ. Ở đây đặt M làm thừa số chung, trong ngoặc còn K cộng cộng 1 nhân hai lũy thừa cộng số mũ. Và đây chính là điều phải, điều phải chứng minh. Được chưa? Như vậy phải có cái bài ở trên thì bài này nó mới dễ chịu một chút. Còn nếu mà nó không có bài ở trên thì bài này rất là mệt. Đúng không? Rồi, như vậy ngày hôm nay thầy đã kết thúc cho các bạn xong về bài phương pháp quy nạp toán học phần số 3. Và ngày hôm sau chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở bài số 2, đó là nhị thức Newton. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em.